Ok, hello, xin chào tất cả anh em đang coi video ở YouTube hay là Facebook. Thì Rossin Group xin lỗi, lời chào thân ái đến tất cả các anh em đang xem video. Và có một điều mà Rossin Group xin lỗi là có lẽ hôm nay những video mà Rossin Group đăng lên đó nó sẽ hơi ồn một chút, bởi vì phòng của mình đó, đang có khá là nhiều người ở trong đây và gọi điện cho khách hàng để xác nhận đơn và tham khảo ý kiến của khách hàng nữa. Thì các anh em có thể thấy ở trước mặt đây, đó chính là toàn bộ những cái móc khóa phụ mà mình muốn gửi đến anh em sau cái đợt hàng mới về này. Thì đây là những cái mẫu mới nhất mà bên mình mới nhập về nha anh em. Đây là cái mẫu móc khóa phụ nhỏ đó. Thì giống như là khi mà anh em sử dụng một cái chìa khóa, mà cái chìa khóa thì chỉ có mỗi một chùm chìa khóa không thôi, mà nó không có cái gì trang trí vô, nhìn khá là chán anh em. Nên là anh em có thể mua những cái móc khóa phụ như này nè, để treo vô nhìn nó thêm phần sinh động và tô điểm thêm cho cái chìa khóa của chúng ta hơn, thay vì nó cứ chống chảy anh em. Đó, đây là một trong những cái món dùng để trang trí nha. Thì nó được làm một hộp kim nhôm nha anh em, mà khá là chắc. Đây là cái loại phụ nhỏ. Rồi cái bên này là loại phụ lớn nha anh em. Cái này thì nó mô phỏng giống phụ thật hơn, còn cái bên kia thì nhìn nó hơi giả giả một chút, còn cái này thì nhìn thật hơn anh em. Ở bên mình khá là nhiều màu sắc, và khi mà anh em mua và đặt hàng thì ở bên mình sẽ gửi ngẫu nhiên nha anh em, chứ không có lấy theo màu được. Tại vì màu nếu mà chia phân loại hay là nói từng màu ra cho anh em để chọn thì rất là nhiều màu, mà không biết màu nào ra màu nào anh em. Đó, nên là khi mà anh em đặt hàng thì bên mình sẽ giao ngẫu nhiên màu để cho anh em sử dụng. Và anh em nào thích sở hữu ngay một cái móc khóa phục như này thì có thể đến với địa chỉ 21 Lê Thị Hoa, phường Bình Trị, quận Thủ Đức, còn không thì có thể đặt hàng trực tiếp qua các ứng dụng hay là website của shop.